Rồi, em chào cả nhà nha. Lâu quá, hôm nay em lại lên tiếp. Hôm nay em tiếp tục lên series dòng tăng nha. Dòng tăng là một cái dòng là dòng ngày xưa là chiếu theo dòng Cartier nha, dòng thương hiệu nổi tiếng của thụy sĩ. Phong tăng ta lấy chuẩn tăng là nó vuông mỏng. Đó. Thì nên size tăng xưa nó sẽ rất là nhỏ nha các bạn. Lưu ý trước khi mình chốt mình đeo nha. Tăng thì dòng nó rất là lịch sự, nó đơn tối giản thôi, rất lịch sự thì cả nhà. Trên đây bữa nay em có là tăng bọc vàng, tăng đá, tăng tăng thời trang, rồi tăng bọc vàng dây, có hết nha cả nhà. Để trước tiên để cả nhà biết mua cái đồng hồ đẹp đẹp cho cả nhà là cả nhà chọn mẫu nha. Mà đặc biệt nhất để đồng hồ đẹp là cả nhà phải có mặt số nó không bị lỗi nè, mặt số nó không bị lỗi một góc nào hết, bị móc bị hư gì hết. Tăng đó tăng rẻ em sẽ loại ra, em không có bán, em là sang những hàng tuyển nhất cả nhà. Và cái thứ hai nữa là cái nước bọc vàng nữa nè, bọc vàng mẹ vàng nè, nó sẽ không bị oxy hóa, không bị chóc nha. Sức châm thì có mà không chóc nha cả nhà, lưu ý. Tại em không bán dòng đó nên sẽ nói. Còn nó về nặng nhất là sẽ bị rỉ nha, như rỉ lỡ là sẽ ra xanh, rồi rỉ lỡ lỗ cả nhà. Thì những chiếc đó thì loại em hay loại ra, em mua còn dính mà, nên sẽ tuyển những cái hàng đẹp cho cả nhà đeo thôi. Đó là những cái lưu ý cái nhà mua tăng nha, là dòng size nhỏ như cái nhà. Trải qua những dòng tăng xưa mới biết, tăng xưa ở đây là thường bên Nhật thì sẽ có Seijin và Seiko và những dòng Reebok hay gì đó, đó là hãng thương hiệu của Nhật và dòng ít dòng thụy sĩ. Rồi đầu tiên em lên một chiếc Seiko nha, tăng nha. Form này là form hiếm như cái gì, form hiếm chơi ở đây, form hiếm mặt nó hài lòng, vuông ở ngoài và tròn ở trong nha. Mặt này rất đẹp, độc, nó là hiếm, dạng hiếm đây, dạng hiếm, nó là tròn, nó bốn chấm, rất là đơn giản, tối giản, rất là đơn giản luôn. Điệp là ở vòng này là lâu ngày nó lên cái màu tròn nè, là tầm đồng tâm nha. Cái này là không phải riêng nó có nha, nó lên màu, nó tạo một cái ba vòng rất là hay đẹp. Đó, vỏ này vỏ thép không rỉ thì nó siêu bền, sau này mình sẽ đánh bóng lên nếu mà cũ. Dây rin của nó và khó rin nha, khó rin Seiko nha. Dây 22, dây này không phải nói nhưng mà dây hãng bit nè, xe 22. Đây vỏ thép không rỉ nè, mẻ của máy nè, 2620 nha. Cả nhà muốn sợt mẻ ra cả nhà sợt nè, 2620110 nha. Form là form hiếm nha cả nhà. Size mặt của nó là size 26 nha. 26. Tăng te tựa thì có 25, 24 thôi, nó nhỏ hơn chiếc này. 32 nha. 26 x 32. Đây em sẽ đeo lên tay cho cả nhà xem. Rất là thanh lịch. Đây em vướng cục xương, tay nào không cục xương đeo đẹp lắm. Họ đeo trên đây, đeo cây thì nó hơi ấy. Tay em đang đeo chỗ này là 16.16 nè. Và trên đây là 16.5 nha, cục xương là 16.5. Đó, để cái nhà lưu ý. Rất đơn giản, thanh lịch luôn. Form này form hiếm. Đây. Dây khó rin của nó, 26 x 32 nha. Seiko. Vỏ thép không rỉ, chiếc này là vỏ thép không rỉ, nó sẽ siêu bền, vỏ nó sẽ bộ siêu bền. Rồi chiếc này em để cho mình là 880.000 nha. Đây, dễ nhìn dễ thấy. Form là 880.000 coi nha. Form vuông. Tiếp đến em lên một chiếc Casio Seiko bọc vàng. Dây là dây linh kiện nha, dây là dây thường thôi, đeo cũng ok lắm. Về lâu dây thì em có dây mỏng, dây của nó phải gắn dây mỏng. Mà ở đây thì bán dây nó không đẹp, nên dây thường như thế này. Mặt nó là, đó, chiếc này là mặt sớ caro rất đẹp mà. Em quay mặt cho cái nhà, quay gần nha. Đó, thì nó sớ rất là đẹp luôn. Kim cọc sáng rất là tốt, vỏ mạ vàng, không bong chóc nha, đẹp luôn. Nè, mạ vàng nó sẽ là mạ SGB nha. SGB là mẻ bọc vàng nha.
bọc vàng nó là nhiều thông số lắm, bọc vàng 20 rong được SGB là dòng bọc vàng cũng khá dày, không có dày bằng 20 rong 10 micron, đó là dòng bọc vàng nha. Vỏ những vòng bọc vàng thì ở trong nó sẽ là bằng đồng, nên cả nhà nếu ngày xưa mà đeo quá mà đeo hoài thì không sao, nhưng mà tay mùa hôi muối á, với lại đeo phai đập nhiều không vệ sinh á, sẽ nó sẽ lên ten, thì đó là chất liệu bọc vàng. Đó là vỏ gốc, nó là vỏ đồng. Đây xe cô mẻo nó mẻ máy nè, 46 6431 nha, 5080 nè. Nước bọc vàng đẹp luôn, nó đẹp luôn, xước dâm là không chống khỏi, còn nước bọc vàng không bong chóc như cái nhà, nước bọc vàng rất đẹp. Chiếc bọc vàng là nói chung là chiếc này đẹp lắm, bọc vàng đẹp. Size cũng là size 27 nha, chưa tính nấm. Size 27 không tính nấm. 27 và 30 35. 35. À, đo độ dày luôn, dày cũng là 6 ly. Đây. Hôm đây cũng đẹp nha. Nước bồng vàng, mặt số đẹp hết. Cái này mà áo sơ mi, áo thun cũng rất đẹp. Tay em phải đeo to, em thích đến chia cục xương nên em đồng hồ to hơn chút. Còn cục hơn cục xương đeo mấy chiếc này nó đẹp. Tay nhất là tròn, tay 16 tròn hay tròn đeo rất đẹp. Rất là dễ thương. Đẹp nha cả nhà. À, chiếc này em mình là 750 nha. 750. Mình số 2, 750. Và tiếp theo em lên xe lên cho nhà một chiếc tăng vỏ đá tung ten nha. Chiếc này bữa em bán một chiếc rồi, bữa nay về một chiếc nữa. Đá tung ten, mặt sớ mặt như giác vàng, mặt sớ rất đẹp nha. Vỏ đá tung ten đó, không phải đá, nó là kim loại tung ten nha. Kim loại là nó cứng sau kim cương á, cái nhà lên sợ tung ten, họ là full frame nữa, làm những đầu mũi khoan nữa, rất là siêu cứng, cứng bóng nổi mà như đá, bền lắm chứ. Đeo vỏ này là đeo cái đời nó không cũ, đeo cái đời không cũ nha. Mấy chiếc tăng này cũng không điểm tuổi đời nó cũng già nè, nó 10-20 năm gì đó rồi. Kim cục số mấy sáng, vỏ nấm, nấm đính đá luôn nha, nấm hơi mỏng xíu, nấm đính đá. Vậy em bán một chiếc rồi, dây của nó dây bên Nhật thì đẹp hơn, còn là dây em thay vô. Chiếc kia thì không như khó rin, bữa này chiếc này khó rin của Seiko nha. SGB bọc vàng, SGB luôn, bọc vàng trắng, bọc vàng SGB. Nó có chữ SGB nè, bên đây là Seiko nè, đó, khó rin của nó nha. Này khó rin luôn, dây em thay rồi. Một chiếc em bán chiếc này là 1.1 triệu, dây kia đẹp. Chiếc này size mặt nó mỏng nha, nó mỏng lắm. Chiếc này size mặt của nó là size 27, càng của nó là 33, và độ dày nó cỡ 5 ly nè, 50 ly nè, độ dày có 50 ly. Cái nhà xem mặt đẹp lắm, cái nhà về gắn ra mua một sợi dây, hoặc em lấy dây da bò vân màu đen mỏng nha. Dây mỏng, kèm mỏng gần đẹp, tăng mà đeo rất là nhẹ nhàng, kèm mỏng gần đẹp. Tăng thì này thì xưa thì nam nữ đều đeo được như cái nhà, nữ thì đeo cũng sang, nam nữ gì đeo cũng được hết cái nhà. Mình không đeo, mình mua cho người yêu đeo cũng đẹp, nam nữ gì đeo cũng được hết. Nó là unisex mà. Này là tăng Dolce nha, dòng cao cấp của Seiko nha. Mặt này giác bạc, rất đẹp nha, này lấp lánh lắm. Chiếc này thì em để cho nhà mình là 1 triệu nha cả nhà. Bữa nay để cho nhà 1 triệu thôi, bữa trước bán 1.1 triệu. Bớt cho cái nhà về mua dây, hoặc là em mua dây cho cái nhà. Rất đẹp nha.
tăng Dolce. Tiếp theo là một chiếc Dolce nha, vỏ đá luôn nha. Chiếc này thì đặc biệt hơn, là đẹp hơn, đẹp hơn ở cái mặt số nè, đó mặt số nó như giác vàng vậy đó. Kim cọc số rất là sáng, vỏ đá nè, vỏ đá nha. Đây bản kỷ niệm gì 1987 nè, 25 năm gì kỷ niệm gì nè. Nó là vậy, vỏ đá là nó là nickel, một cái chất mà rất cứng của dòng làm trên đồng xu ấy, nó bóng hoài thôi, nó như đá vậy. Dòng chất liệu chính của nó là nickel alloy nè. Cái này cứ sợ ra, mã máy của nó là 7740 5000. Nó có chức năng kháng từ là vô vùng nào mà có 500 từ trường nó sẽ không ảnh hưởng đến chức năng chạy nha. Nè, Antimatic 660G nè. Nó thông số nó đầy đủ. Đây khó để em đã thay dây bò xếp, dây bò Epson Pháp rồi nha. Size mặt này, size của nó là size 25 thôi. Size 25 như bị bản rộng. Size 25 với lại 33 nha. Dày 5mm nấm đính đá. Size 25 nhưng 33. Dày 5mm. Mới hết như thế nha. Tay mồ hôi á. Chiếc này nó, em sẽ kèm một sợi dây thép của nó, dây thép mạ vàng của nó, gửi cho cả nhà luôn. Về là dây thép em về thay dây da cho nó đẹp, rất đẹp nha. Nam nữ giờ đeo cũng đẹp hết cả nhà. Quá đẹp. Giờ là tối em quay cả nhà thấy rõ chứ, em quay giờ 5 giờ mấy rồi, trễ. Rất đẹp luôn. Chiếc này như mình là 1.2 triệu nha, kèm một dây kim loại của nó 1.2 triệu. Rồi tiếp theo em lên một chiếc Seiko nha. Mặt này vân, nó vân như mũi tên á, nó vân như sóng biển á, rất là đẹp luôn nè. Nước vàng còn đẹp luôn, không bong chóc nha cả nhà, có sức dâm mà không bong chóc. Đây thông số của nó nè, bay metal nè, mạ vàng nè, chạy máy 7N015A40, Antimatic này có chức năng kháng từ luôn, 60G, nấm đính đá, pin thì nó hết pin rồi. Chiếc này trước khi gửi em sẽ thay pin mới cho cả nhà, hồi này em bay pin xịn hết cho cả nhà nha, trước khi giao. Size cũng là size 26. 26 nhân cho 35 năm, 26 nhân 35 năm nha. Dài. Dài cũng là 6mm. Nấm đính đá. Đây. Form này đẹp, mặt nó sớ đẹp lắm, ở ngoài nhìn rõ hơn cái gì. Cái nhìn rõ cái sớ của nó. Cho như có sớ nè. Có cái mặt số của nó là hình này là gợn sóng rất hay, cái ngoài nhìn rõ hơn, gợn sóng, quay cái gì có gợn sóng của nó đó, gợn sóng rất đẹp nha. Rồi chiếc này em để cho mình là 750 nha, 750k. Rồi tiếp theo em lên một chiếc Konavin nha. Konavin một thương hiệu của Nhật thôi, trước của thụy sĩ, có dòng máy thụy sĩ và dòng thị, đa số em gặp là máy Nhật. Konavin thương hiệu y như cũng nghe mà tên này thì nghe cũng hay, nhưng mà thiết kế như cái form này như dạng như là Cartier có nha, Cartier những khung ốc vít nè, riêng của nó ốc vít mạ vàng nè, đặc biệt cái niềng của nó là niềng được mạ vàng 18k nha, cái niềng này mạ vàng 18k, bọc vàng 18k. Konavin quạt máy Nhật nhìn đẹp luôn, size nhỏ thôi. Đó, Cartier nó sẽ size cỡ này, nè, đít nó bọc vàng nè. Nó sẽ coi cái này 18k gold nè. Electron Black là bọc vàng 18k. Benzen là cái nền trên đây. Đó, nấm đính đá. Mặt số sọc dưa. Điểm nhấn của nó là những đinh ốc nè. Đó, tạo điểm nhấn rất là đẹp.
size này thì size nhỏ thôi. Size cũng là size 25. Ngang 25 nhưng mà ngắn, nó 31, 25 nhưng 31. Dày thì dày của nó là 7 mm. Mà tính góc này thôi. Góc này thì cỡ 6 mm thôi. 7 mm, 6 mm như cái nhỉ. 25 nhưng 31. Bộ dây rất đẹp đó. Mình rất mới, bọc vàng 18k, size nhỏ thôi. Này em thấy nữ đều đẹp, bỏ dây thép như tay nhỏ, nam nhỏ đều đẹp. Nữ thì mình nên gắn dây da, nam gắn dây da vô đẹp. Conavin nha. Bây giờ cái sợi thương hiệu Conavin ra liền. Thương mẹ này hiếm nha, niềng bọc vàng 18k. Đinh tán này, logo Conavin đầy đủ nữa. Dây thì phi size, dây là size nào đeo cũng được. Dây mình tăng giảm cái này nè, mình đeo được hết. Niềm bọc vàng 18k nha. Đít nè, rất là mới luôn. Chiếc này mới tinh. Rồi, chiếc này em để cho mình là 1 triệu nha. Bọc vàng 18k. Để cho mình là 1 triệu. Rồi. Tiếp theo em làm chiếc tăng của Ý nha. Tăng này thương hiệu của nó của Ý nè. Gonzalo Merelli. Zozo Merelli, đọc tiếng Anh không biết. Thương hiệu của Ý nha. Form này thì chuẩn đẹp rồi, sang kiểu cổ điển, pha chút kiểu cổ điển. Size của nó là size 27 như cái nhỉ, size của nó 27, size của nó 27, 27 nhân 27 nhân cho 38 nha, dài 28, dày của nó là 8 mm, dày khó nguyên rinh của nó, dày khó nguyên rinh của nó, vô Marelli, hoa mà đẹp đẹp nha, vỏ thép không rỉ, thương hiệu của Ý, máy Nhật. Mặt nó là màu đen xám xám, xám xám xanh, xám xám hơi xanh xanh. Form thì đều đẹp rồi. Đẹp lắm như vậy. Trời hơi tối rồi. Em ráng quay mấy cái nữa chứ coi nhỉ. Để có video đăng lên chứ, để mai nó hết ngày nè. Italia nè, Zomavelli nè, vỏ thiếp không rỉ nè. Cái nước nè. Thì của Ý nha. Đó, cái nhà muốn đeo cái form đẹp, sang. Đó, hãng thời trang nè. Của Ý nè. Dòng đời mới. Thương hiệu của Ý nha. Thì mình lựa chọn chiếc này. Nó sẽ mấy size kia nhỏ. Rồi chiếc này bây giờ mình là 790 nha. 790 ngàn. Thì của Ý nha. Rồi tiếp theo lên một chiếc. Chiếc này rất cực kỳ đẹp luôn. Chiếc này là hãng Za. Hãng máy bay của Nhật nha, hãng máy bay của Nhật, phiên bản này nó đã tặng khách VIP hoặc là tặng nhân viên hàng không nữa nha. Size của nó là size 27 nha, được cái này dài nè, to 27 x 42, 27 x 40 7 41. Nước vàng rất đẹp nha, mẹ vàng rất đẹp. Này là công nghệ mẹ vàng BVD nha. Vỏ thép không rỉ nè. Hãng xe cả nhà cái sợt là hãng máy bay của Nhật. Hai nấm hai máy nha. Đặc biệt của nó là đây, khó rinh của nó luôn. Đặc biệt của nó là full dạ quang mà, mặt số luôn nha. Nè. Full dạ quang luôn đó nha. Rất đẹp và nét luôn, nước vàng quá mới luôn, chiếc này mới. Và đặc biệt một cái nó là hai điểm nhấn, nó dùng hai bộ máy nha. Hai bộ máy, máy là máy của Seiko nè, máy Nhật nè. Còn chiếc này là máy Thụy nha, Thụy Sĩ Ronda. Và một cái điểm nhấn nữa là hồi giờ cả nhà thấy đồng hồ đúng không? Thay vì tương ứng đây là 24 giờ đúng không?
thì thay trên đây 12 giờ là tương ứng 24 giờ, 6 giờ là 18 giờ. Thì chiếc này nó chạy đúng 24 giờ luôn nè, sẽ cọc số đúng 12 giờ. Nãy gần 18 giờ nè, nó sẽ chạy đúng 12 giờ luôn. Đó là điểm đặc biệt của nó, là kim chạy 24 giờ luôn, chứ không phải là kim mình tương ứng là mình đối chiếu là 24 giờ nha. Đó là hai bộ máy. Mình có thể chỉnh hai múi giờ. Một vàng rất đẹp mới. Dây này khó nè, dây màu này rất đẹp xịn luôn của nó luôn. Chiếc này là hầu như chưa sử dụng. Tồn kho chưa sử dụng. Vỏ thép không rỉ, máy một máy thủy nha. Máy này như máy này Thụy Sĩ và lại máy này máy Senseco nha. Mặt full dạ quang. Vỏ thép không rỉ. À, chiếc này thì đặc biệt của nó là nó bị lỗi mặt trong của dây nha. Chết rồi. Đó, lỗi mặt trong ở trong, ở ngoài cái nhà cái đeo thoải mái. Chừng nào hư mình thay dây thôi, còn không nó khó hư lắm cả nhà. Đeo lên tay rất đẹp luôn, size to luôn. 27 dài 41. Cho nên size to nha. Vậy nhưng muốn một máy thủy mà phải xài một máy nhật nữa, rất đẹp luôn, mới tinh như thế này. Nó chỉ bị gãy bỏ vô tồn kho, nó sẽ gãy chỗ này thôi. Đó. Gãy trong nha, còn ngoài mới tinh luôn, chưa sử dụng mà. Rồi chiếc này em để cho mình là 1.1 triệu, em sẽ tặng cho nhà thêm bộ dây nữa màu đen nha, tặng cho bộ nhà bộ dây màu đen nữa. Còn không lấy dây em trừ tiền ra cho nha. Rất đẹp luôn. Chiếc này khóe sang và đẹp luôn. Rồi, tiếp thêm làm chiếc Tiết Nót nha. Tiết Nót Thụy Sĩ nha. Bột vàng. Tiết Nót Thụy Sĩ bột vàng. Chiếc này đặc biệt của nó là liền khí rất đẹp luôn. Liền dây nè. Dây rin của nó nha. Đó, cái nhà thấy đen đen này là lâu được nha. Dây khó nguyên rinh. Tiết Nót. Hai kim mỏng luôn. Đây, chưa sử dụng này. Này mẹ vàng GB nè, bột vàng GB nè. Tiết Nót Thụy Sĩ. Này thông số bột vàng của nó nè. GB nè, bột vàng GB. Dây này cả nhà đeo dây này rất là sang nha. Lớn tuổi hay trẻ gì đều rất là sang. Và còn trẻ mình thích mình gắn dây da nha. Dây da của này đặc biệt nó dây da đó. Thay dây da như cái dây bình thường đó. Mình thay dây bình thường vô đều đều đẹp hết. Thay dây bình thường vô đều đẹp hết nha. Nếu mà thích dây da, còn đeo dây này đẹp. Dây thì có size tới có 17 thôi. Tầm cỡ 17 thôi như cái gì, dây cỡ 17 đô lại thôi, 16 năm thoải mái 17 đô lại thôi. Đeo rất sang luôn, mẹ vàng hết, rất là đẹp luôn. Thụy Sĩ nha, để em đo size. Chiếc này size mặt của nó là size 27 nha, 27 năm nè, 27 năm. Càng của nó là 35, về độ dày của nó là 6mm, gần 6mm. Nhỏ gần 6mm, 5mm rưỡi. Máy Thụy Sĩ nha cả nhà. Rồi chiếc này em chiếc nhà 1.3 triệu nha cả nhà. Bọc vàng hết dây luôn, mình có thể thay dây da. Điều rất sang luôn. Rồi hôm nay em lên vô đây nha cả nhà, giờ tối quá rồi, hẹn cái nhà video sau. Ba cái nhà thích chiếc này có chụp hình gửi Zalo giúp em nha, để em làm việc qua Zalo nha cả nhà. Rồi chúc nhà buổi tối vui vẻ.